3 sản phẩm ngày hôm nay để xem nó đặc biệt như thế nào nhé. Thì trước mặt mọi người đây á là tủ quần áo gỗ hương đá với chiều ngang là 2m17 và chiều cao cũng là 2m17 và độ sâu là 65cm. Thì mẫu quần áo, tủ quần áo này được làm với chất liệu gỗ tự nhiên cao cấp, đó chính là gỗ hương đá với một màu nâu ánh hồng với nhiều đường vân gỗ thể hiện lên những hình rất là đẹp, và được làm từ 100% cho dù mặt trước hay mặt sau đều cũng là gỗ hương đá. Bên Sơn Đông chúng tôi cam kết chất liệu gỗ cho mọi người. Và bây giờ mọi người cùng mình đi đến chi tiết sản phẩm ngày hôm nay. Đây là phần ngăn giữa của cái tủ. Thì phía trên này là có một cái thanh để cho mọi người có thể treo đồ của mình. Đó, đồ với đây mọi người có thể sắp xếp để ở đây rất là tiện lợi ha. Bên này thì có một cái chốt khóa để cho mọi người có thể khóa tủ một cách dễ dàng, để cố định tủ lại như thế này. Và tiếp theo là hàng ngang bên đây cũng có một thanh che đồ phía trên như thế này, và những cái hộp che tấm ngăn như thế này để mọi người có thể xếp đồ vào rất là gọn gàng. Cùng là ngăn ngăn bên này cũng tương tự như ngăn bên kia. Một cái tủ như thế này với là 3 buồng và 4 cánh thì để được rất là nhiều đồ cho mọi người. Và xin mời máy quay cận cảnh những đường vân cũng như là hoa văn của gỗ để cho mọi người có thể tận mắt xem được chất lượng sản phẩm của Sơn Đông như thế nào. Những đường vân đẹp mịn chạy đều khắp mặt gỗ, và đến những cái chiếc tay vịn móc khóa cũng được chúng tôi thiết kế rất là đẹp và xinh xắn, làm nổi bật thêm không gian phòng ngủ của chúng ta. Và phía dưới là một cái hộc kéo như thế này, rất là rộng rãi luôn, mọi người có thể để những vật dụng nhỏ như là giấy tờ, đồ đạc nhỏ trong gia đình rất là tiện lợi. Và điểm đặc biệt của những cái tủ quần áo mình muốn giới thiệu với mọi người ngày hôm nay á, đó chính là tất cả 3 mẫu ngày hôm nay mình muốn giới thiệu với mọi người đều thiết kế lắp ráp 100%, từ những cánh cửa ra đến phần đế chân đến những vách ngăn bên hai bên này nè, đều được thiết kế lắp ráp rất là tiện dụng trong quá trình tháo lắp cũng như là vận chuyển đến nhà mọi người. Và chiếc tủ quần áo thứ hai mình muốn giới thiệu đến mọi người, đó chính là chiếc tủ quần áo được làm với chất liệu gỗ gõ đỏ 100% tự nhiên cao cấp, cũng được thiết kế lắp ráp và cộng thêm thiết bị thông minh để tăng phần tiện dụng cho sản phẩm. Thì chiếc tủ này với chiều cao cực khủng lên đến 2,5m, với chiều ngang 2m và chiều sâu là 60cm, cũng được thiết kế theo kiểu là 3 buồng và 4 cánh. Ở buồng chính giữa là có giá treo đồ, có thể kéo lên xuống vô cùng tiện dụng, giúp cho quá trình móc đồ của chúng ta trở nên dễ dàng hơn. Và các sản phẩm thiết bị thông minh được chúng tôi lấy của công ty Eurogon, là một công ty có chất lượng vô cùng uy tín. Và đây là hình ảnh của hai buồng hai bên với những cái vách ngăn giúp chúng ta có thể gấp đồ rất là tiện dụng. Một chiếc tủ chỉ với chiều ngang 2m mà chúng ta có thể để được tất cả vật dụng trong phòng ngủ của chúng mình. Với thiết kế lắp ráp vô cùng tiện dụng trong quá trình lắp đặt cũng như là vận chuyển đến nhà khách. Và chiếc tủ quần áo thứ ba mình muốn giới thiệu đến mọi người ngày hôm nay cũng với chất liệu là gỗ gõ đỏ và chiều ngang là 1m75, được thiết kế lắp ráp cộng thêm với thiết bị thông minh của Eurogon. Thì mẫu này với mức giá niêm yết tại Sơn Đông là 38.800.000 đồng, vô cùng thích hợp và thoải mái, rất là tiện dụng ngày nay với nhu cầu sử dụng sản phẩm thông minh tiện dụng trong nhà. Thì mọi người có thể hoàn toàn tin tưởng, an tâm ở sản phẩm của Sơn Đông.
với chất liệu gỗ tự nhiên cao cấp 100%, cộng với những thiết bị thông minh như là ray bi giảm chấn, những thanh treo cà vạt hay là móc treo đồ vô cùng chắc chắn của Eurogon, thì mọi người có thể hoàn toàn tin tưởng sản phẩm này. Với chiều ngang là 1m75, chiều cao là 2m17 và độ sâu là 60cm. Thì mọi người cùng nhìn ngắm lại sản phẩm ngày hôm nay. Và như vậy thì đó chính là ba mẫu tủ quần áo thiết kế lắp ráp mình giới thiệu đến mọi người ngày hôm nay. Mọi người có thể tùy chọn chất liệu gỗ ưa thích như là gỗ vỏ đỏ, gỗ hương đá, và nhờ nhân viên bên mình tư vấn trực tiếp. Mọi người muốn được gọi tư vấn thì hãy gọi vào số hotline là 0869018768 sẽ được gặp nhân viên bên mình tư vấn, hoặc mọi người có thể truy cập vào website nào thức sơn nông nhắc cơm để biết thêm thông tin chi tiết của sản phẩm này cũng như là một số sản phẩm khác của công ty. Và cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video của mình ngày hôm nay. Xin chào, hẹn gặp lại mọi người trong những lần sau nhé.